sáng nay mình đi đâu qua chợ anh đi ăn sáng vậy? Anh đang livestream ở báo Thanh Niên nên anh không thể qua chợ đi ăn sáng được. Bây giờ mình gọi điện cho Quang Trung đi, mình gọi điện cho Quang Trung nhé. Nhưng mà lúc mà gọi điện cho Quang Trung thì để cho Trung với Xuân nói chuyện một cách thoải mái hơn thì nhớ anh Xuân nhớ báo là mình đang livestream trên báo Thanh Niên nhé. Các bạn, trong thời gian chúng ta chờ đợi thì nhớ ấn nút chia sẻ đường link livestream này nhé các bạn, để cùng ủng hộ cho Xuân. Bây giờ anh mở tiếng lên, anh kéo cái tiếng lên thì mới nghe. Không biết vấn đề là không biết có đang quay không chứ ở đó mà báo. Trời, đang quay rồi. Chờ thêm xíu anh. Các bạn chờ được mà. Các bạn chờ không được đâu. Các bạn chờ được. Mình chờ cho Quang Trung bắt máy rồi nè. Thường là nó thấy số tôi gọi bắt nhanh nhanh lắm mà vậy nó đang quay hồi nó đang ngủ á. Không bao giờ mà lâu gì được á. Thôi giờ gọi ai nữa ta. Bây giờ nếu Quang Trung mình gọi không được thì tạm thời mình gọi qua Minh Dự đi. Minh Dự. Không biết Dự ngủ dậy chưa nữa. Vậy mình bấm gọi thử này. Bây giờ trong thời gian mà Minh Dự mà không trả lời thì mình tiếp tục tới Nam Thư. Nam Thư không được các quay ngược lại Quang Trung. Cái người này nhàm chán quá anh. Gọi điện thoại mà toàn là tiếng không mà không có nhạc gì hết. Alo. Alo em hay Dự? Dạ em nghe nè mình. Em còn làm gì đó? À, em mới vừa ngủ dậy. Ngủ dậy sao giọng thánh thoát vậy? Dạ, sáng nay ngủ dậy em cũng chửi mấy trận em mới ra được cái giọng vậy đó. Em chửi gì? Ủa, sáng nay mình đi đâu qua chợ anh đi ăn sáng vậy? Anh đang livestream ở báo Thanh Niên nên anh không thể qua chợ đi ăn sáng được. Ủa, là nãy giờ có livestream không? Cái giọng em á? Vẫn đang livestream nha. Chú sao kỹ vậy? Dự ơi, Dự ơi, Dự, Dự. Tao biết em anh quen nhau vậy. Dự đang lên sóng nha Dự ơi. Long Hoàng đây, Long Hoàng đây. Rồi, bây giờ thôi Minh Dự có thể chia sẻ một chút về cái cát xê của mình nhận được nhé. Cát xê hoài, đã nói rồi. Dự đòi 2 tỷ. Thật sự là lúc mà anh Dương Phạm mời em á, thì em nói là anh ơi, mình quay mấy ngày, nó quay một ngày từ sáng cho tới 12 giờ đêm. Thì em nói thôi giờ trả 2 tỷ được rồi. Nha. Cái nó không được em ơi, cái tiền cắt theo em là bằng cái tiền MV của anh luôn á. Em nói vậy thôi trả 200 thì cũng được. Thì cuối cùng là quay xong anh đưa một cái phong bì màu trắng mà nó cũng không được dày cho lắm. Thì em tưởng tượng nó giống như cái miếng thịt mà có tô hủ tiếu 2000 mà đưa đó. Chọn một phát là dính tường luôn chứ bộ. Cái em nói thôi không lấy đâu. Thôi mà anh cứ dúi cho người em hoài mà cái tay dúi đâu dúi nhưng mà dúi trên. Nó thôi không nhận. Cuối cùng em giật Adam nó, nếu mà anh đưa tiền nữa là em nhanh chia tay anh mới chịu đi vô quay tiếp. Đó có thấy không, nghĩa là Jun đã chuẩn bị 2 tỷ rồi anh đưa nhưng mà Minh Dự xem thường. Mà em thắc mắc là 2 tỷ của anh đó là kiểu như anh đổi đâu ra 2 tờ, mỗi tờ 1 tỷ đặt ra cái tờ. Không, thật ra là anh á chỉ để trong đó 200 ngàn thôi, nhưng mà anh ở dưới có một cái tờ ngân phiếu đem ra mình hoàn đổi với là sao 2 tỷ mà để trong bao thứ đó được. Nhưng mà em đã quá khinh thường cái sự mỏng manh của cái bao đó, vậy nó dục xuống đất. Trời sao mình để em bỏ đi một cách làm như em hay lắm vậy đó, nhưng mà em đã mất đi. Và ai cũng làm cái chuyện đó, anh chơi cái chiêu đó nên cuối cùng anh được miễn phí hết tất cả mọi thứ. Trời, ba má em giận rồi, của chồng không công vợ. Ví dụ người trong nhà mình làm mình lấy tiền chi. Rồi Dự ơi, em có biết cát xê của những anh chị khách mời khác không? Em có biết cát xê của ai là cao nhất không? Em biết hết, ai cũng nói em nghe trơn trội rồi. Của chị Nam Thư hình như là Tô Tiếu Gõ nè. Của anh Quang Trung thì được cái sang thân là Dĩa Hú Tiếu Xào. Đó. Còn cô Xuân Hương nghĩa là một chuyến đi Đà Lạt á. Ở đâu ra cái chuyến đi Đà Lạt hả trời? Đi hồ Xuân Hương hả? Đó. Còn mấy người kia em chưa dám hỏi, mới hỏi dám hỏi ba người đó thôi. Nguyễn Bích Trần. Còn em thì không được gì hết ngoài anh Jun. Trời ơi, vậy là em lời quá hả? Jun. Rồi bây giờ khán giả trên livestream hỏi là tại sao Minh Dự với Jun lại xưng vợ chồng với nhau này? Đâu có xưng vợ chồng đâu, đã xưng là mình mà kiểu mình ơi nó thâm thiết lắm.
Ủa, nhưng mà có chuyện tình cảm tem cho nó sống chi? Cái chuyện này nó quá mới mẻ, anh cũng mới biết. Là báo chí truyền thông mệt mỏi lắm anh ơi, nói chung nghệ sĩ bây giờ yêu nhau thương nhau cho nên không tên cho ai biết cơm trội á. Vậy có gì muốn nói với mình không nè? Thôi nói chung là có gì nói thôi, để gấp lẹ là chứ không thôi người ta biết hết. Cái MV đây là một bài hát vui cũng sắp sửa được 1 triệu view rồi. Thì em hy vọng là sau cái livestream này mọi người làm ơn, nếu còn rồi thì bấm vô coi lại, coi 8 lần 7 lượt, coi từ đầu tới cuối, đừng coi cách nửa ngang bà phát ra là không được tính là một view. Còn ai chưa coi thì rủ dòng họ bà con bạn thân thầy cô bạn bè bay vô coi tiếp, để sau đêm nay là cái MV của chồng em lên được 1 triệu view là coi như là đã bữa anh hứa. Anh nói là bây giờ đến được 1 triệu view á thì anh mới dắt em đi chơi. Ồ, đi chơi tiếu. Thôi mọi người vì em, vì hạnh phúc của gia đình em, vô câu view giùm em nha. Dạ. Rồi cảm ơn em Minh Dự, cảm ơn em đang ngủ mà bị giật giọng vậy mà cũng đi bán hàng rau giùm anh. Rồi bây giờ các bạn, chúng ta khán giả của Báo Thanh Niên xác nhận nhé. Bye bye. MV 1 triệu view là Sun sẽ dẫn Minh Dự đi chơi. Giờ thôi bây giờ mình giả sử mình dẫn đi chơi, mình dẫn đi đâu nè? Trời đất ơi, tự nhiên 1 triệu view tới liền bây giờ. Sau cái livestream này là 1 triệu view liền. Thì nó nói rồi đó, dẫn đi chơi đang hủ tiếu rồi đó. Dạ, hủ tiếu thôi hả? Trời ơi, em đừng có tưởng nha, nghệ sĩ đang hủ tiếu là ngon lắm. Chứ nghệ sĩ mà đi vô nhà hàng là chuyện thường. Trắc nhau ra hủ tiếu, ngồi quán cốc ăn hủ tiếu gõ mới là tình thương, bến thương mới dắt đó. Còn nếu mà rủ nhau vô nhà hàng sang trọng là chuyện rất là thường của nghệ sĩ nha. Rồi. Qua những